Đúng không? Hàng tươi bây giờ là cứ rằm mùng 1 là vong nhập hả? Hay là chỉ có ngày thường vong cũng nhập? Rằm mùng 1 cũng nhập hả? Ừ. Thế là dễ bị nhập thế à? Thế gia đình đã cho đi làm lễ mở phố trình đồng gì chưa? Chưa, nhà mình ở đâu? Đây, nói chuyện thầy nào. Chồng đấy à? Dạ vâng. Dạ. Bên là Phú Thư, Thái Bình. Phụ thư thấy mình bị tình trạng như này lâu chưa? Bị thứ ngày tầm mùng một cái lễ lễ à, với lại có ngày giỗ thì cứ bị nhập, nhưng mà chỉ được 1-2 tiếng là ra thôi. Nhưng mà mỗi đêm hôm qua là nó về nó bảo nó bắt đi, xong bắt đầu bảo là chỉ ra đi luôn, cái thông cái con bắt đi trong đêm luôn. Dạ. Dạ. Thế hôm nay lên đây vui chưa? Tại nguyện chưa? Thế bây giờ vong linh có muốn tha cô ấy không? Nay lên rồi phải tha chứ. Đổi lại thầy cho vong linh tiền vàng quần áo được không? Ô tô cơ à? Ôi dồi ôi, ăn chơi thế sang thế. Giống Được. được thầy ấy. Hả? Giống được thầy ấy. Thầy đi Grab. Không thấy thì đang nhìn Facebook thầy đi Grab à? Thầy là đi làm tại nhà, thế là không có ô tô thế gì cả. Vào thành phố Hồ Chí Minh thì thầy đi Grab đấy, đi xe máy ấy. Nhưng mà ô tô cơ. Ô tô à? Được. Nhưng mà ô tô thầy muốn gì nữa? Máy bay. Máy bay nữa cơ à? Ủa mấy cái đấy thầy in ra thầy đốt phát thành hết. Rồi, thầy biết rồi. Bây giờ thầy hỏi vong linh là vong linh ở đâu đấy? Ở trong nhà cho cô ấy hay ở bên ngoài đường theo cô ấy? Hả? Ở cái ao. À, ở ao. Ui chết đuối thì phải kêu hôn lên rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thầy sẽ xử lý, không khóc. Khóc là không giải quyết được vấn đề. Đừng khóc nữa, thầy giải quyết. Bình tĩnh nha. Rơi xuống sông xuống ao mà thầy kiều hồn lên bình thường. Xuống sông Hồng hôm trước thầy còn gọi lên được mà nha. Thế ở ao không sợ, hôm nay thầy sẽ làm biện pháp tâm linh đưa vong lên được chưa? Rồi. Nhưng mà con có biết tại sao mà cô này hay bị nhập không? Biết tại sao hay bị nhập không? Bạn này có căn tứ phủ. Đấy. Thầy bạn này có căn tứ phủ. Thầy rồi, rồi 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 yên tâm yên tâm. Nếu mà rồi 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 đứng dậy đứng dậy đứng dậy không được lệnh nữa. Rồi phải lệnh nữa đứng dậy đứng dậy. Thầy nói thầy cho đứng dậy. Ngoài ngoài cái việc mà giải vong cho bạn ấy ở trong đấy ra ấy, ở cái nhà cái ao ấy ra ấy, thì phải làm lễ tiến căn cho bạn ấy. Chứ không có là bạn bị hành đồng là khổ lắm. Mà cứ tầm mùng 1 là sẽ bị nhập ốc và muốn bắt đi để hầu thánh, người ta gọi là bắt mẹ không có mãn, bắt nếu như mà không thầy mắng đây là một tình trạng bắt đồng nha. À, bắt đồng thì có lẽ ra trình đồng thì các ngài sẽ tha thôi, cứ tự thành tâm là được, nhưng phải biết đúng số. Vậy là hôm nay bạn này có hai việc, một là đang có người âm theo, hai nữa là số bạn này nó có căn thuốc phủ ra trình đồng. Trình đồng mà mở phố đi hầu thì vất vả lắm, nên thầy xin cho bạn là trình đồng tiễn căn nha. Vui rồi đúng không? Đúng ý rồi đúng không? Bạn này có căn lâu mà gia đình chả tin bạn ấy. Này, dấu hiệu người có căn là các bạn phải có tứ linh chiếu mệnh. Bạn này lá số cực đẹp luôn, có khoa, có quyền, có lộc. Giỏi lắm. Bạn này mà đi ra làm việc trần cũng giỏi, mà việc thánh cũng giỏi. Thôi đứng dậy thầy. Không phải tin, thầy ơi không phải tin, không phải tin. Hôm nay bác phải đi, bác phải đi, bác phải đi. Rồi rồi, thầy tin rồi. Tin rồi, tin rồi, tin rồi. Xin rồi, đứng lên, thầy bảo đứng lên, đứng lên. Chồng gia chủ tin rồi. Thầy xem cho mình một cách khoa học, thầy có lá số đây rồi, thầy lá số đẹp lắm. Mà bị như này là hơi phí. Thôi rồi, ngồi dậy, thầy sẽ chữa cho. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi, đứng lên nào. Đứng lên ngồi dậy. Đó, tin rồi, tin rồi. Chồng làm nghề gì? Dạ, con làm lái xe.
bây giờ gia đình mình có hai sự lựa chọn, một là bạn này bạn đi ra hầu thánh để làm việc tâm linh, hai nữa là bạn ra hầu thánh ra xin tiễn căn để bạn ấy làm kinh doanh bình thường thôi. Bạn này có thể làm bất động sản tốt, kinh doanh bất động sản hoặc làm cái gì cũng giỏi. Thì đây là số khoa lộc quyền tả hữu chiếu mệnh thiên cơ cư ngọ phúc đức cực đẹp. Đây là cái trải cho bạn. Xuống các bạn trợ lý các bạn sẽ hướng dẫn cho. Thôi yên tâm, đến đây rồi chồng biết rồi, mọi người biết rồi nhá, đừng có quậy nữa để thầy làm việc nhá. Ừ, rồi rồi. Thôi bình tĩnh đi, bây giờ đi như người bình thường cho thầy, thể hiện như người thường. Thank you.